Xin chào tất cả các bạn đang xem trên kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn cách tô màu làm sao cho thật là đẹp. Bây giờ chúng ta cùng đi nào. Các bạn ơi, video này mình sẽ tô màu cho các bạn xem một nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu tô luôn rồi. Để tô màu sẵn, để nhớ tô màu xoay không? Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô màu nhé. Làm nên tốt xong rồi các bạn.